À, dẫn đây là chương trình mà tao thoát Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 đến 10 giờ tối Houston, 8 đến 10 giờ sáng New York, 9 đến 11 giờ sáng Cali, 6 đến 8 giờ sáng thì 2 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn Thanh Thủy hành chính đảnh lễ chi tâm 5 tháng 7 năm 2022 Phật lịch như sư ưng bộ xâm thứ tái như cai giám khi nghĩa đen và nghĩa bóng hoàn toàn đối lập kinh nó quá căm nước cá, nó quá căm nước cá xuất tanh. Chương 7, tương ưng Bà La Môn tổng cư sĩ SI 179 đơ dạ ở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thượng phẩm minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Thầy Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thanh chứng. Nhất tâm đến lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại đại đều bao tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy ý phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Tiếp đến chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập pháp hội hôm nay. Chúng kính cung thỉnh tọa. Xin được một cái thời gian. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính thưa quý vị, hôm nay có sự quán đổi. Thượng tọa Từ Quyền sẽ giảng và ngày mai và thượng giáo đẳng sẽ giảng. Nhưng và thượng giáo đẳng hôm nay bận công việc chùa chút. Hôm nay chúng ta học về tương ưng bộ kinh, bài kinh Na Uất Cam Bi Ca Xuất Tâm.
Đây là một bài kinh mà Đức Phật Ngài nói nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng hoàn toàn đối lập, nhưng mà nó lại có sự liên hệ với nhau. Khi là môn hỏi và là môn nó cùng đi cá hỏi Đức Phật, Ngài thích thú cái gì khi sống một mình trong rừng, thì Đức Phật Ngài trả lời chính vì không còn rừng nên Ngài thích thú sống ở rừng. Thì vậy trong cái nghĩa mà không còn rừng là nghĩa bóng, còn nghĩa đen là Ngài thích thú ở rừng. Đức Phật muốn nói về Niết Bàn vượt ngoài những cái trùng trùng khổ của ái, khổ ái của phiền não, của nhân quả của sinh diệt. Chỉ có một người hoàn toàn giải thoát mới thật sự sống an lạc và cơ rừng. Bài kinh này cũng có nhiều tình tiết rất khá thú vị và rất là Đức Phật đã nói lên cái hành trạng của một vị đã đạt đến Niết Bàn. Chữ Niết Bàn, chữ Nibbana hay là chữ Nirvana, Nirvana tức là Nibbana tức là không còn rừng, chỉ cho Niết Bàn tức là không còn ái. Ở trong bài kinh này, những gì Đức Phật đã dạy liên hệ tới cái rất quen, thân quen của một người mình gọi là Náu Quốc Cầm Cá, tức là cái người xây dựng, người xây dựng Náu Quốc Cầm Má, tức là cái việc xây dựng. Náu Quốc Cầm Cá là cái người làm cái việc xây dựng, thí dụ như thợ mộc hay là thợ hồ, thợ nghề đều gọi là Náu Quốc Cầm Cá. Thì xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh kinh của bài học và sau đó xin cùng thỉnh quyền tọa sự quyền thuyết giảng cho bài học hôm nay. Chúng con kính tri ân hòa thượng Thầy Siêu. Ngài thích thú gì khi sống một mình trong rừng? Thú ở rừng. Nói không còn rừng, Đức Phật muốn nói về Niết Bàn vượt ngoài những trùng trùng khổ ải của phiền não, của nhân quả, của sinh diệt. Chỉ có một người hoàn toàn giải thoát mới thật sự sống liên hệ tới cái rất thân quen của một người chuyên khai thác gỗ trong rừng. Cũng là niềm hạnh phúc sống trong rừng, không phải chỉ lãnh hội điều chưa từng nghĩ tới. Nỗi dành của con người vũ duyên đó. Trú ở tại một khu rừng tại xứ Kosala, bây giờ tại La Môn, Náu Quá Cá, Đi Cá, Ta Ra Đoa Chá, đang làm việc tại khu
Lâm Môn Lý Cá không thấy, trông thấy Thế Tôn ngồi tiết già dưới một gốc cây, lưng thẳng và hướng chánh niệm phía trước. Thấy vậy, vị Bà Lâm Môn suy nghĩ, ta thích làm việc khai thác gỗ trong rừng còn Sa Môn vô. Rồi Bà Lâm Môn Náo Quá Căm Lý Cá đi đến Tỳ Khu đang làm gì giữa Trục Tam Má. Thế Tôn, chẳng làm gì trong rừng, bốn gốc rừng đã khô, không rừng không dây gốc, mọi bất mãn tận diệt, ta một mình trong rừng sống quan hỷ tự tại. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Náo Quá Căm Lý Cá ta chủ tâm má tập chi diệu hai tôn giả vô dù ngã xuống vai bài những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc lối hay những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Vô Tán Má, xin nương tựa Pháp, xin thất nghĩa hãy thì biệt danh Náo Quá Căm Lý Cá. Người làm việc sơ khởi xuất phát từ công việc cắt cho trại cưa dưới phố. Ông Bà La Môn này chỉ đốn cây và cắt bỏ cành lá, nhưng giai đoạn đầu của việc khai thác gỗ cho việc xây cất, trong câu nói của Đức Phật chữ rừng ở câu đầu chúng không còn rừng, thoát khỏi rừng rậm quan du ta trao sao chữ rừng chữ theo nghĩa đen thì khu vực đẳng được dập trên soạn giáo trình. Sau đây và con kính mời đạo tràng cùng với con đọc bài thỉnh pháp sư. Thoại Đức Phật con dân chư truyện pháp luân vạn thiên hầu Phật tâm thành cầu xin bạch ân thiên hạnh túc khai qua mong ngài chuyển pháp đăng tòa chúng sanh ít bụi may mà bị duyên như hoa sen đẹp xinh mùa hạ đóa dương cao đóa lạ mặt hồ đóa còn tận gia đái buồn nhơ chúng sanh ngẩn những cầu tẩy độ lựa tiền từ của khổ quần mê chúc duyên chúc phước bồ đề chúc nhân chúc a mục lời thiết tha khi đức sáng ngời pháp dương kinh lặng nhận lời về giường ngọc giả diệt điều trần đại ngộ điệu nước bàn vô khổ vô sanh thế gian tâm bảo tụ thành tùy theo năm vị đạo đêm thâu tỉnh giấc mộng trường giải dầu nắng đó tuyết sương hoàng khai giáo hóa mở đường độc sinh bởi cơ tích sự tình ngày trước đại văn thiên mạnh được tán dương kính thành dân cúng hoa hương tỉnh này đường đang tỉnh tính mãi mê trần cảnh nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc nghe pháp nhiều chút sáng tỏ nhân duyên rõ ràng tỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo chính thành ngưỡng mong chánh cầu
Xin cảm ơn. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Dạ quý vị có nghe rõ không? Thì cảm ơn trình đạo của mình Đức Tự Tri. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Chúng con kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, sư tổ Phật tăng, sư tổ minh hạnh, đại đức Tự Tri, đại đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đại chúng cư nữ cùng sư phụ nữ. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Bhutang Phakkhavantang Apiwa De Visvakhato Phakkhavata Thammo Thammanyam Sami Supatipanno Phakkhavato Sāvaka Sankho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân hữu ý tán dương ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Để nhờ quay lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tín đức tăng quý cô nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bất Thoại Giác. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chắc là chúng ta cũng đã biết được có một cái tin tức tức là vừa mới xảy ra vào sáng nay. Chuyện này tức là bà tu nữ Diệu Ngọc vừa mới qua đời và bà hưởng thọ đến 112 tuổi. Bà là thân mẫu của Thượng Tọa Thanh Định ở chùa Kỳ Liên. Vừa mới và chiều nay lúc 3 giờ thì mới đã nhập viện xong. Dạ, thì cũng báo cho đại chúng trong bức thư thăm ấy cũng được tường truyền như thế. Và là thân mẫu của một vị hòa thượng cũng cho nên lập trưởng ở Việt Nam. Dạ. Thì bà cũng đã vào chùa trước gia tu nữ 37 năm thì cũng rất là lâu. Dạ, bà họ được 102 tuổi. Chỉ hết tuổi thọ cho nên phải chết khi còn vượt ngoài thế kỷ đó. Dạ, đó cũng là một cái điều đặc biệt. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh nói về rừng mà nghĩa bóng hay nghĩa đen gì thì cũng hoàn toàn đối lập, đúng như vậy đó. Nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh văn thì chúng ta thấy nó có sự đối lập. Tại sao như vậy? Khi ông Bà La Môn đến hỏi Phật, nó có cầm mi cá, sau đó đòi trả hỏi Đức Phật. Ông ta làm cái gì? Làm cái nghề gỗ, khai thác gỗ. Vậy thì Gautama làm gì và thích cái gì? Ông ta đi đến Đức Phật, ông ta ngâm lên cái bài kệ. Thì khu đang làm gì? Giữa rừng cây Sala một mình, ngài thích gì? Tôn giả Gautama. Khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta nghĩ một chuyện hỏi cái chuyện bình thường, nhưng đề cũng nhân sự tùng sự đó, chúng ta thấy Đức Phật ngài rất là đặc biệt. Ngài biết cái đây là một trong những cái mà sáng ngời ở trong kinh điển của chúng ta đó. Chính là Đức Phật hay dùng những hình tượng hay là hình ảnh quá hay là mượn những cái gì đó khế hợp khế cơ với việc làm những gì mà xung quanh ta cuộc đời này để nói đến. Bậc trí tuệ, người có trí khi được cái sự dẫn dụ, khi được cái sự so sánh thì sẽ bừng hiểu, sẽ dễ hiểu và sẽ rất là nhanh giác ngộ và nhanh coi như là nhận ra được những điều gì mà cái lý Phật pháp hay cái lý Phật tôn nó xuyên qua cái ví dụ mà Đức Phật ngài ví dụ. Thì ngài biết ông ta là người khai thác gỗ thì ngài nói rằng chẳng làm gì trong rừng, bứng dưới gốc rừng đã khô, không rừng không gai gốc, mọi bất mãn tận diệt, ta một mình trong rừng sống hoan hỷ tự tại.
thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là như đã nói là cái rừng, rừng là nó có nhiều cây, nó sinh thái để chúng sinh ở trong đó, mà rừng này cũng là nơi mà nhiều người ta khai thác gỗ để người ta đóng bàn, đóng tủ, đóng nhà, người ta làm nhà làm cửa. Và nói đến cái bài kinh này, chúng ta nhớ cái lúc mà ca khúc Khải Hoàn, lúc mà thành đạo, thì Đức Phật này cũng nói ra liên quan đến vui vẻ kèo cột, đến cái người xây nhà, xây cái ngôi nhà của luân hồi này, lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến cũ vẫn xây lối về. Ở này anh thợ nhà kia, đuôi mè kèo cột kế liền nát tan, bao tham ái thải tiêu tan, tâm có thắng đạt nước bạc ảnh thơi. Anh ấy cái chá tì sân xa răng, sân tha bi sân, anh ấy tì sân. Gà hà ca răng ngờ vơ sân tô, đô khá chá tí tù nà tù nà. Gà hà ca rá ca đê thô si, tù nà vê hắn nà ca hà si. Sa pa tê pha sô ca pa ca, gà hà cú tấn bi sân khá tăng. Bi sân xa ra gà tăng chết tăng, tăng hà năng khá dâm mạ chá gà tù. Cũng là một cái bài mà được Đức Phật này ví dụ, nó có liên quan đến vui mè kèo cột của người thợ xây nhà, hay cái người làm mộc. Hồi nãy sư phụ siêu đã nói, nó nói như một cái người thợ mộc nó như vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy ngôi rừng, cái rừng ở đây, rừng nó nói theo cái nghĩa đen là cây cối, mà lại là không rừng thì nói cái nghĩa bóng của nó. Là ở đây Đức Phật này, để ví dụ cái rừng đó chính là rừng mê, hay là rừng của tham ái, rừng của khổ đau, rừng của sanh tử, rừng của trầm luân, khởi đi khởi lại nhiều lần. Mà chúng ta ngày hôm nay, ngày đó cái gì? Chúng ta đọc chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Ta đã như thế nào? Ta đã bứng rừng, ta đã đang làm gì? Ta đã bứng gốc rừng đã khô, không rừng không gai gốc, hãy mà còn rừng thì nó còn gai gốc và nó còn nhiều cây xanh nó mọc, nhiều cây gai nó mọc, mà ở đây không còn cây xanh, không còn gai gốc, thì chúng ta thấy đây là một điều đặc biệt. Và ở đó chính là cái gì? Không phải rừng như chúng ta thấy có một rừng xanh, một đồi chè, một rừng xanh nó ngút ngàn, vân vân. Thì ở đó chính là nó cái gì? Ở đây muốn ví dụ là có một cái rừng tham ái trùng trùng điệp điệp của Kamatanha, Phawatanha, Vipawatanha, của dục ái, của hữu ái, của phi hữu ái. Nó khiếp đảm như vậy đó. Và Đức Phật Ngài đã dùng cái tuệ giác của Ngài chiến thắng, hay là đã cưa và đổ hết tất cả rừng, bứng gốc rừng hết, bứng gốc cây, gốc rễ của rừng hết, những tham sân phiền não si mê, nhân quá khứ quả hiện tại, ba luân 12 thế đã được Đức Phật Ngài đã phá tan hết. Nhân quả của quá khứ, nhân của hiện tại, quả tương lai, quả của tương lai tác động cho nhân hiện tại, vân vân. Tất cả những điều đó, tức là dòng sinh tử đau khổ, và tất cả số mất ba đồ quay về tham mô liên quan tương sinh, đã được Đức Phật Ngài cắt trừ. Tại sao chúng ta đau khổ? Tại sao chúng ta tái sinh? Bởi vì chúng ta nhớ là cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Do cái gì? Do tập ái, do tập đế, hay là do Kamatanha, Phawatanha, Vipawatanha này, do dục ái, hữu ái và phi hữu ái này làm nhân làm duyên, cho nên chúng sinh đau khổ trầm luân từ đời này qua đời nọ, trong ba cõi giới này, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Và trong cõi dục này nó có cái cõi khổ, tức là có cõi khổ, tức là
đường vui đường khổ tam giới này chúng ta đã đi qua rất nhiều lần, như là một đám rừng của dục, đám rừng của sắc, đám rừng của vô sắc, đã được Đức Phật ngài nhổ hết, nhổ gốc nhổ gai hết, diệt tận mầm xanh, rừng không còn mọc lại. Ở đó nói đến là cái gì? Nói là giá trị của Niết Bàn. Không rừng ở đây chính là Niết Bàn, không còn gai gốc ở đây chính là Niết Bàn. Mà có rừng, có cây, có gai, có gốc, tức là có phiền não, có chướng ngại, có tiềm miên, có bọc phược phối, nó đang kết, nó chặn đứng, nó nhấn chìm và làm cho chúng sinh đau khổ. Mà không rừng, quả thật rất vừa là hay. Không rừng, không gai gốc, mọi bất mãn tận diệt, ta một mình trong rừng sống hoan hỷ tự tại. Giữa thế giới của loài người, rất nhiều chúng sinh còn mê tham đau khổ trong cái được thua mất còn, trong cái việc đến đi, trong cái việc vừa lòng không vừa lòng, trong cái việc đau thương, trong cái việc mà chấp nối, trong cái việc mà đầy đủ hoặc không đầy đủ của cuộc đời. Thì đều được Đức Phật ngài đứng lên trên, đứng sang bờ bên kia, hay đứng lên trên để nhìn xuống cuộc đời này còn đang sanh tử, còn đang đau khổ, còn rất là nhiều bám biếu, còn rất là nhiều khổ đau, còn rất là nhiều cái được thua mất còn, tiếc thương sầu muộn. Chúng ta hiểu, bởi vì dầu cho có như thế nào, sang lắm, giàu lắm, nghèo lắm, khổ lắm, cũng là một kiếp chúng sinh rồi cũng sẽ qua. Tiền của đó, danh vọng đó, tài sản đó, gia tộc đó, chỉ bỏ lại không có mang theo. Khi Achiran quá ta danh ca vô bát thu na tu se se tu chích tô a bê tu yên nhà nô ni rách thang quá ca linh gà răng, khi thân xác này lìa bỏ, thì nó nằm trên mặt đất như là khúc gỗ, nó vô dụng, không còn cái lợi ích chi. Nhưng kiếp con người đó, bởi vì do tham ái dẫn đầu, do tham ái làm nhân, tham ái làm duyên, cho nên chúng ta muốn sống, sợ chết. Đó. Từ cái chỗ vô minh, bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, vì cái sự mê mờ, ngu si, không hiểu biết được cái lý nhân quả, không hiểu biết được cái sự tập khởi, không hiểu biết được sự khổ, không được biến tri, không hiểu biết được cái nguyên nhân sanh khổ, không hiểu biết được sự chấm dứt khổ, không hiểu biết được con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy phải bị luân chuyển được hồi vô số kiếp, và chúng sinh cũng như thế, bị vô minh bao phủ, cho nên hành động của phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, chúng ta làm các cái hành động này để cho ra quả. Nó duyên cho thức quả tái sinh. Mà quả 32 quả thức tái sinh này qua ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và thế là chúng ta thấy ở chúng ta cõi dục thì là cõi ngũ uẩn, thì cõi ngũ uẩn thì nó duyên cho có danh có sắc đầy đủ, có danh có sắc này, có danh có sắc này, và nó có sáu cái đường dẫn cho chúng ta, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này, tức là các căn đầy đủ, tức là lục nhập, nó dẫn sáu cái đường vào, và sáu cái đường này thì nó duyên cho sáu cái xúc. Khi mà xúc khởi sanh lên thì là đau khổ, vừa lòng không vừa lòng, giác lạc, cảm giác khổ, cảm giác phi lạc phi khổ, cảm giác vừa lòng hay không vừa lòng, vân, thì nó duyên cho xúc duyên này, lục xúc này, thọ nè, lục thọ này duyên cho, hay mà thọ vừa lòng khải thị cái lạc thì duyên cho lục ái, nhãn nhĩ tỷ tỷ thân và ý ái thì nó duyên cho sáu cái thủ, lục thủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này, chúng ta chấp
mình chấp thủ nó. Thân này chấp thủ, mạng sống này chấp thủ, kiếp sống này chấp thủ. Chúng ta sợ chết, chúng ta muốn sống. Mà thế là do cái sự vô thường, mạng sống phải chấm dứt, tuổi thọ của chúng sinh hạn hữu. Và thế là nó sản sinh ra cái gì? Muốn sống thì sẽ có sanh hữu nghiệp hữu có mặt. Sanh hữu để dẫn đi và nghiệp hữu để đưa chúng ta vào cái đường vui, đường khổ, đường tốt, đường xấu sanh ra trong cuộc đời này để tiếp tục. Vậy mà hãy mà sanh hữu có mặt thì thế là có cái gì? Có già, có chết, có sầu, có bi, có khổ, có u, có não. Và cứ như thế, vòng quay sinh tử cứ lăn đi tôi mãi trong cuộc đời này. Đó, chúng ta đi vào cái rừng tha mái này, nó như là bát quái trận đồ không có ra được. Đi từ cái cây này qua cây nọ, đi từng bụi gai này qua bụi gai kia, đi từng cái con đường mòn của rừng này đi qua con đường mòn khác của rừng kia, và chúng ta không có thể thoát ra khỏi cái đám rừng nữa được. Nhưng chỉ có con người biết ly dục, vượt qua cái gì? Tầm cầu hướng tâm có cái sự xuất ly, xuất đi tam giới, muốn xuất khỏi tam giới, muốn thoát khỏi cái sự đau khổ nhàm chán, sợ hãi sinh tử, nhàm chán khổ đau, nhàm chán sợ hãi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì ấy tâm quyết cầu để tu tập, để thành tựu, để viên mãn, để không còn tái sanh nữa. Thì ngay khi đó thì cắt đứt nhân của ái, cắt đứt nhân của cái gì? Của hành, của thức, của danh sắc vân vân, cắt trừ. Bởi vì khi nào thức không có mặt thì toàn bộ khổ quẩn không có mặt, hay là ái không có mặt thì làm sao có già, có chết, có sanh, có già, có chết, có sầu bi, có u não. Hay là chúng ta thấy cái nhân hiện tại, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu này, mà nếu như không có, có cái gì? Không có danh sắc, không có khởi nhân hiện tại, thì hoàn toàn mọi cái xúc thọ ái thụ hữu không có mặt. À, hay như vậy. Và đặc biệt tức là ái được cắt trừ thì làm sao có thủ, làm sao mà nối tiếp, làm sao mà ái luyến cuộc kiếp sống này, hoàn toàn không có. Và thế là vị ấy vượt qua cái gì? Vượt qua cái khổ đau. Chẳng qua kiếp con người là một sự đi tầm, đi tìm, đi kiếm mãi cái kiếp sống, cái cuộc đời này. Muốn mình hiện hữu phải được như thế này, phải được như thế kia. Và ngay cả chúng ta rất sợ chết. Bởi vì tại sao sợ chết? Bởi vì không biết chết như thế nào. Dù cho chúng ta đang bệnh hoạn ở đây thì chúng ta cũng vẫn chấp nhận một cái thực trạng bệnh hoạn đang đau khổ nó sẽ sản sinh tới cho mình, nó như thế. Mà một con người biết tu á, thì người ấy biết rằng chắc chắn phải chết. Và chỉ là một sát na, chỉ là một hơi thở, hay là chỉ là một cái sự thay đổi từ cái sát na tử liền kề sát na sanh, khởi sanh lên. Nó như là một cái sự thay đổi mà chúng ta gọi là thay đổi cái áo mới. Cái áo cũ này bây giờ nó rách rồi. Áo cũ này bây giờ nó mòn rồi. Nó nhàu, nó nát rồi. Nó cũ, nó mỏng rồi. Thì bây giờ mặc một cái áo mới, như là một cái tấm thân gầy mòn, ốm yếu, đau khổ. Sức đã mòn, hơi đã cạn, lực đã tận. Không còn. Khi trưa nay khi mà ngồi ăn cơm với sư phụ Tăng Định đó, có kể lại lúc mà cứ như là bà tu nữ Diệu Ngọc đó, tức là bà Hai Quý đó, gọi là bà Hai. Quý vị biết là đến nỗi mà bơm vô những cái chất mà để một tuần lễ, nó sẽ nuôi được một tuần lễ, và hết tuần lễ đó thì cuối cùng không còn tiêm được, không còn truyền dịch nữa đó, nó không còn vào truyền nước biển nữa đó, thì bắt đầu tiêm cái đó vào. Thì được một tuần, thì xong bắt đầu một tuần đó là lúc đó đó sắc pháp đó nó không còn tiếp thụ nữa, thì tự động nó phản ứng, nó không thể vào được, và lúc đó là bà chết. Thì sư phụ Tăng Định kể tức là
như xác thân con người, tức là bà sống hết lực của mình luôn, không còn cái gì. Tức là bà cũng người thân cũng đã dùng hết sức để mà đưa, thì cũng vậy. Ý ở đây muốn nói rằng cái hơi tàn sức kiệt nó phải thay đổi thôi. Mà quý vị biết lúc mà liệm á, chúng tôi chạm vô cái bàn tay của bà, nó còn chỉ là xương không, da thịt chỉ da bọc xương, đúng vậy, má thì hớp rồi, bắt đầu bọc xương thôi. Nó như thế đó, tức là không còn da thịt, không còn máu huyết gì. Mình một cái tấm thân như vậy thì là nó tận rồi. Thì ở đây muốn nói kiếp con người cũng như thế. Bây giờ đó, 100, 200 hay là 1, 90, 80 gì vân vân, một khi mà tứ đại bất hòa không còn nhịp nhàng nữa, và nó không còn cái gì, khi mà tâm thức lìa bỏ rồi, thì chúng ta chỉ nằm trên mặt đất đó, thì như là cái gì, như là khúc gỗ hay là cát bụi, trở về cát bụi. Khi tâm thức đã lìa rồi thì chúng ta mới trở về cát bụi. Cái thân xác này đó là tứ đại, nói cát bụi đó là mượn tứ đại, chứ không phải là nói cát bụi. Tức là nó, mà nếu chúng ta hiểu rằng cái thân xác này nó là cát bụi, nó là tứ đại, nhưng khi thức không còn hiện hữu nữa, chứ không phải là chúng ta đừng có nghĩa rằng coi như là cái thân, cái kiếp con người mình là từ cũng từ coi như là cát bụi hóa sanh, phải như vậy không. Con người mình do tứ đại và có tứ đại phối hợp cùng với thức nó hợp thành, cho nên mới phát sinh con người được. Dạ. Thì ở đây khi chúng ta thấy kiếp sống của con người mình đã chết, đã tận, cái tuổi thọ đã tận, thì như ngọn đèn tắt, thì ngọn đèn này có thể tắt do cái chướng nghiệp, khi dầu nó vẫn còn ánh sáng, nó mất đi bởi vì do một chướng nghiệp đi qua, như là những người chết trẻ mà chúng ta gọi là chết bất đắc kỳ tử. Còn những người sống là hết tuổi thọ của mình, cho đến mà tim dầu gì cháy cạn hết, đó là thí dụ như là bà tu nữ Diệu Ngọc đó, tức là bà Hải Quý đó, bà tu nữ Mai Quý đó, đó là bà sống như đó 102 tuổi không còn cái gì hết. Bao nhiêu lần coi như là dự báo thời tiết ra đi rồi vẫn sống tiếp tục, ngay cả bệnh COVID luôn bà cũng bị luôn, và rồi cũng vượt qua được. Và một điều may mắn á, là tuy thân xác đã khô đã cạn nhưng tâm còn minh mẫn. Đây là cái điều, cái phước duyên riêng của mỗi người thôi, cái phước duyên riêng của mỗi người, chứ không thể ai nói được là hay ho hay cái gì trên. Vào phút cận tử, giờ phút về lúc già mà chúng ta không có bị lún lẫn, chúng ta không có bị cái sự quên trước quên sau, rồi nhớ cái điều này nhớ điều nọ, là do cái phước tu. Vì bởi vì hiện tại này chúng ta cần lắm để có cái sự tu tập, cũng như là chúng ta làm sao mà trong rừng nó không có thể mọc cây, mọc giống lên được. Đó chính là như Đức Phật nói, ta đã đốn rừng và nó không còn, đốt rừng, dọn rừng, đốt rừng luôn. Tức là cây cối của rừng không còn cái cây gì mà nó có thể mọc, là nó làm tùm hay làm chằng chịt để mà khổ đau sanh tử dùng dập chúng ta đau tới nữa. Tức là cái gì ở đó chính là cái ái sanh tử, cái ái cầu mong ước muốn không còn. Cái dục ái kamatanha phawatanha quý phawatanha, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái không còn nữa. Đây là rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta khi đó nó không còn cái tái sinh ở cõi dục, không còn tái sinh ở cõi sắc, không còn tái sinh ở cõi sắc giới, và không còn tái sinh ở cõi vô sắc giới nữa. Tức là chúng ta đã biến mất ở trong tam giới này. Cho nên nếu chúng ta tu tập thì chúng ta mới thấy rằng nó trùng trùng điệp điệp, tại sao mà chúng ta khổ vậy quý vị? Bởi vì còn hiện hữu, hữu có mặt nè, hiện hữu có mặt nè, thì toàn bộ đau khổ của mình
đau khổ thân, đau khổ tâm, vân vân có mặt. Đó là thật đấy, không có thể nào thay đổi hết. Bởi vì hiện hữu thì phải chấp nhận đau khổ. Hiện hữu đó tức là sanh hữu nghiệp hữu, tức là chúng ta sanh vào vào cõi giới nào đó, chẳng hạn như sanh vào địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ, hay là sanh vào cõi người, sanh vào cõi trời, cõi nào cũng vậy, cũng là đau khổ. Mà khi đau khổ như vậy, thời sẽ không có cái gì, không có sự an lạc, bởi vì cuộc sống này nó vui ít, nó khổ nhiều. Cả một ngày hay cả một đời có bao nhiêu điều vui, có ít điều vui mà có vạn điều buồn, có ít điều tốt mà có hàng ngàn điều xấu. Thật sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, nó là như thế. Người tốt, người tu đếm trên đầu ngón tay, còn người ác thì trùng trùng điệp điệp. Cái người biết xả ly, cái người biết biết buông bỏ, cái người có cái từ bi, có cái từ có cái từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, phải nói là rất là khó. Có người biết được cái thiện cái ác rất là khó. Và giữa cái thiện cái ác được ví dụ như là bờ này bờ kia, như là ở dưới mặt đất này và ở trên trời cũng xa như vậy. Khi chúng ta tu thì chúng ta mới được quý được cái sự tu của mình. Khi chúng ta có một niềm tin, khi chúng ta có một cái tà lòng tàm lòng quý, biết ghê sợ, biết hổ thẹn tội lỗi, thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới biết được rằng quả thật tu nó không phải là một chuyện bình thường, một chuyện dễ dàng được. Chúng ta thấy vô rồi, được thầy truyền giới, truyền trao y bát rồi, đọc các cái giới điều và cái vị Yết Ma Sư dẫn ra vào để bạch trình đại chúng tăng và xác định, tuyên bố với đại chúng tăng đây là vị Upasamvada Phí Khú, trở thành một vị tỷ kheo mà Tứ Tất Bạch Tiên Ngôn đó đã đi qua, và vị ấy trở thành một vị tỷ kheo. Chúng ta thấy như vậy, về cái hình thức như vậy, được tác pháp Yết Ma một cách đầy đủ, nhưng thử chúng ta vào chúng ta tu đi. Nói rằng tu sướng, đúng. Thì vậy, sướng ai cũng muốn thì cứ vào tu đi, biết đèn gì. Cứ vào tu đi thì biết. Bởi vì cho nên mới nói được cái gì? Cái người tu, người ta mới biết được quý cái sự tu. Còn cái người mà không tu á, có người là mặc áo cà sa mà tâm không có hướng cầu, không có tâm lý xuất gia, có hình thức xuất gia mà không thiếu cái tâm lý xuất gia, thì người thời người đó chẳng những không có đốn cây cối, dẹp loạn cái dây leo trong khu nhà của mình, và nó còn mọc đầy nữa, chẳng những là từ rừng vào tới nhà mình luôn. Thì ở đây, cái nhà đây có nghĩa là y như ruộng mè, một cái chất đầy. Chẳng những không bẻ, không dập một cây ruôi, cái mè nào. Và còn chuẩn bị cho những cái ruôi mè, kèo cột nó bền, nó chắc hơn nữa ở trong đời tương lai. Hay là những hạt giống đã đổ xuống. Đó là nói đến những phiền hòa não, đến những cái nhân sanh tử, những cái nhân nghiệp ác đổ xuống nhiều, để cuối cùng cái rừng này nó đã là rừng và nó mọc thật dày thật chặt, do nhiều cái phiền não, do nhiều cái nghiệp chướng mà nó kéo, nó đổ, nó xô chúng ta. Bởi vì khi chúng ta tu thì chúng ta như là cái gì, như từng giọt nước trắng nhỏ xuống, từng giọt rồi nó loãng từ từ cả bể cái hồ nước đen, nó đen kịt như mực, mà chỉ có những giọt nước trắng, những cái thiện tâm, những cái việc lành, những cái pháp độ, tu tập pháp độ, những cái thiện tâm đó, những cái giọt nước đó cứ nhỏ hoài để đồ nước nó loãng. Hay là đó chính là những cái thiện sự, hay là những cái ba la mật, những cái pháp tu mà chúng ta tụ thành ba la mật, để chúng ta từ từ rồi chúng ta cắt, rồi từ chúng ta cắt cái dây này ở trong rừng, từng dây, từng cây, từng cây, từng cây, từng cây,
rồi đến một lúc nó sẽ chấm dứt tất cả. Thì ở đây nói rằng cái gì? Tức là công đức chúng ta đã có đủ, sức mạnh của chúng ta đã có đủ, và chúng ta cắt, chúng ta diệt trừ cái cây đó, diệt trừ cái mầm móng luôn, hạ cây ở trong rừng phiền não đau khổ, triệt mầm móng ở trong rừng đau khổ đó. Đó, khi đó chúng ta mới thành tựu niết bàn. Thì cái đó coi như là có rừng mà không rừng, sống ở rừng mà không phải là rừng, thì đó chính là hiện hữu cuộc đời. Nhưng các ngài đã thành tựu niết bàn, không còn phiền não, không còn sinh tử, không còn khổ đau. Đây hồi nãy mà sư phụ Tỳ Siêu nói đó, thế nó rất là hay, nó có một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Cũng như là giữa cái sự đau khổ, cái sự trùng điệp của cái rừng đó, bây giờ nó không còn nữa. Giữa trùng điệp của kiếp con người này, những niềm đau nỗi khổ, những cái vui cái buồn, cái được cái mất cái thua, người mà chứng đắc niết bàn vượt ngoài cái cảm giác đó, cảm giác vui buồn, cảm giác được thua mất còn, cảm thấy thiện ác, cảm thấy vừa lòng hay không vừa lòng các ngài, không còn bị cái sự tác động của nhân sinh quan, của vũ trụ quan này tác động đến các ngài, không phải khiếp sợ, không phải khổ sầu, không phải lo lắng. Hay lắm quý vị. Đúng vậy đó. Khi mà nếu mà chúng ta hiểu về cái ý nghĩa của nó, bởi vì cái rừng phiền não hay là trùng duyên sinh, điệp duyên hệ mà nó khởi sanh đến cho chúng ta, mà nếu như đau khổ trầm luân thì trùng duyên sinh nó khởi sanh lên cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục, rồi điệp cái sự đau khổ, cái sự gọi là trở đi trở lại ở trong cuộc đời này, chắc căn qua hạt tô ba đăng. À, nếu mà việc ác á, thì kết quả ác, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Rồi nếu mà việc lành thì như bóng không rời hình. Hay nói một cách khác nữa, tức là khi chúng ta còn bị hệ lụy của Kama Tanha, Pháp Quá Tanha, Quý Pháp Quá Tanha, thì ở đó chúng ta phải chịu cái gì? Phải chịu cái sự đau khổ. Phải chịu cái gì? Thế nào là cái sự đau khổ đó? Đó là Y đăng đúc khăn, Ariya sa chăn, Chá ti bi đúc khá, Abya ti bi đúc khá, Maranam bi đúc khăn, So kapari đề quá đúc khá đồ, Mana subha ya sa, Apiye samayo go đúc khô, Ye vipayo go đúc khô, Yom bi chan lắm, Bên chúc bà đà nắc hành ta đúc khá. Khi mà chúng ta bị tác động của Kama Tanha, tức là chúng ta dục ái, thì phải chịu cái gì? Phải sanh, già, đau, chết, bệnh hoạn, thương xa, ghét gần, cầu không được, muốn không được, hay là hiên hú của năm quẩn này là đau khổ. Quý vị thấy chưa? Đó đó. Còn cái rừng tham ái thì là còn sanh, già, đau, chết, còn phải thương xa, ghét gần, cầu không được, muốn không được, vân vân. Ở nói chung hiện hữu là hiện hữu của năm uẩn này là khổ. Còn khi chúng ta biết, khi chúng ta chấm dứt cái sự khổ đau, thì ở đó chính là cái gì? Không còn cái sự nguyên nhân sanh dẫn tới và nguyên nhân khổ đau không còn nữa. Ở đó chính là Nirodha Saccha, tức là diệt đế xuất hiện. Mà khi mà niết bàn có mặt thì toàn bộ mọi khổ quẩn chấm dứt. Ở đó chính là cái gì? Thành tựu niết bàn, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, thì sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn cái đời sống sau, hay là không còn trở lui cái trạng thái này nữa, trở lui cái trạng thái của tử sinh, trở lui của trạng thái lặng hợp ở trong sông mê biển khổ. Đó, nó rất là hay. Bởi vì cho nên chúng ta cần lắm để chúng ta biết tu để làm gì? Để thấy được, chỉ thấy được cái gì? Một điều thôi, thấy được cái sự sanh sự diệt,
Chúng ta tu tập để làm chi? Để chúng ta thấy được cái sự sanh, sự diệt, để thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp. Mà ở trong bài Vô Ngã Tướng Kinh Anattalakkhana Sutta đó, nếu như chúng ta không chấp sắc thọ tưởng hành thức này là thường, nó là của ta, thì chúng ta không có bị đau khổ. Mà nếu như sắc thọ tưởng hành thức này mà chúng ta chấp nó là thường hay là vô thường, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, cái ngài trả lời nó là vô thường. Mà nếu như cái gì vô thường thời cái đó sẽ khổ đau, mà cái gì khổ đau thời các ngươi có tự nói rằng nó là của ta, hay là ta là của ta, hay là người đời muốn cho cái sắc quẩn của ta, cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn của ta như thế này mà không như thế kia, cái điều đó chúng ta không làm chủ được. Tất cả do cái gì? Do cái duyên mà nó tạo, và cái duyên nó kết thúc. Và cuộc đời này cũng vậy, vào cuộc đời này cũng vậy, là một cái cuộc họp hay là một cái cuộc hội tụ, rồi mỗi người khi hết giờ họp, khi hết giờ hội tụ, tiệc nó tan, cuộc tiệc tan, cuộc tiệc tàn, thì mỗi người phải đi về nơi nhà của mình, nơi chỗ của mình. Thì cũng như thế, cuộc đời này nó chấm dứt, thì mọi người có cái nghiệp riêng đi, mà không có dẫn dắt theo cha, theo mẹ, theo anh, theo vợ, theo chồng, theo con, theo cái. Ngay cả thầy trò cũng, thầy có thương trò cách mấy thì cũng không thể dẫn trò đi theo, mà chỉ có đi theo cái nghiệp riêng của chính mình. Mà ở đó cái nghiệp riêng của chính mình thì không bà con huyến thuộc làm cho mình được phước hay là bị tội, hay là đúng sai chánh tà, mà chính tự mình làm cho mình đúng hay là sai. Mình có cầm cái lưỡi hái của chánh niệm, của trí tuệ, của chánh niệm, của tỉnh giác để sát trừ cái gốc cây tham ái, cái gốc cây phiền não, cái gốc cây của sân độc, cái gốc cây của si mê. Chúng ta đã làm vậy chưa? Chứ còn không ai có thể mà thay mình làm ác, cũng không thấy ai mình làm thiện, mà chính tự tâm tự thân của chúng ta thiện ác đó, tự sinh đau khổ đó là do chính tự mình. Đến đây một mình thì đã đi cũng một mình, làm việc một mình, và một mình một ta sống ở cái rừng này, và ta đã chặt hết tất cả những gốc rễ, những cái nhân sanh tử đau khổ của chính nó. Chính Đức Phật ngài xác định cho ông Bà La Môn này nghe một cách trả lời cho ông thẳng vậy: ta đã chặt hết các cái cội cây ở trong rất rồi. Tại sao mà ngài có đủ các ngài bứng, ngài chặt hết? Đúng vậy đó. Ta sống một mình trong rừng. Nhưng gốc rừng đã khô, rừng đã chết, rừng đã cháy, có nghĩa là cháy tuyệt rồi. Tức là chúng ta gọi như cái lửa thâm hụi đó, hay là cái lửa của chánh niệm, cái lửa của tỉnh giác đã được thành tựu một cách viên mãn, hay cái lửa của bát chánh đạo này đã thiêu đốt toàn bộ tất cả những cội rễ của phiền não, những mầm xanh của những chồi xanh, của những coi như là ương mầm mà chuẩn bị nó xuất hiện đã được diệt tận một cách hoàn toàn. Và ở đó chính là các ngài không còn phiền não nữa. Trên một mình tự tin, một mình sống tự tại, một mình sống hoan hỷ, thông dong, không có bị trói buộc của cái gì, của phiền não, của cái tham, tà kiến, ngã mạn, của sân, tật, lẫn, hối, của vô tàm, vô úy, phóng dật, của đau khổ này. Mà chúng ta, khi nào chúng ta thành tựu Niết Bàn, khi nào mà rừng đã bứng gốc hết, rừng đã khô, thì ngay khi đó, chúng ta mới được tự tại. Tự tại trong cái gì? Ở trong cái
cái tự sinh hay tự tại trong cuộc đời này. Chứ còn sự thật ra chúng ta nói tự tại, chúng ta chưa có tự tại đâu. Nói chúng ta hạnh phúc, chúng ta chưa có hạnh phúc đâu. Bởi vì hạnh phúc thường đời, đó là cảm thọ đạt, cảm thọ hỷ, rồi nó vô thường, nó đi qua. Cảm thọ khổ, cảm thọ ôn, nó xảy tới cho ta thôi. Còn đây, tự tại trong, trong mọi, ở trong mọi, mọi cái sở tâm của mình. Không có bị phiền não, không có bị cái đau khổ, không có bị cái vừa lòng hay không vừa lòng xuất hiện. Bởi vì cái tâm của các vị thánh nó có một điều đặc biệt. Tức là cái tâm đó, cái tâm không có nhân sanh. Cái tâm, tâm kirya chitta là tâm tố đó. Các ngài hiện hữu đó. Nhưng điều mà những cái gì mà các ngài nói, các ngài làm, nó không là cái nhân, nó không là cái mầm để nảy sanh. Bởi vì tâm thiện không có sanh, không có trong tâm, tâm của các bậc thánh tứ quả. Dĩ nhiên tâm ác không có, mà tâm thiện tâm cũng không có luôn. Bởi vì tâm ác thì trả quả ác, mà thiện tâm thì phải trả quả thiện. Các ngài không có, đã kết thúc cái nhân quả rồi. Các ngài thành tựu niết bàn thì vượt ngoài cái hệ lụy của nhân quả. Cho nên chúng ta nói khổ đế là quả, tập đế là nhân, được. Nhưng chúng ta không thể nói rằng đạo đế là nhân, diệt đế là quả, bởi vì niết bàn là phi nhân phi quả. À, để hay đi học đi pháp chúng mình nhớ điều này. Và có lẽ tôi nói về thì sư phụ Từ Siêu rất là vui. Bởi khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta hiểu được. Nó chỉ là con đường, đạo đế chỉ là con đường để dẫn đi. Chứ chúng ta không nói làm nhân, nhân tạo tác này. Ở nhân tạo tác thì phải cho quả. Mà quả này nó diệt thì nó phải khởi sanh nữa. Hoàn toàn. Niết bàn là không có phi nhân phi quả. À, chúng ta nhớ như vậy. Yeah. Thì ở đó chúng ta thấy cái sự tu tập của chính mình cần lắm để chúng ta có cái gì? Cần lắm để chúng ta mọi mọi công đức, mọi mọi việc làm, mọi mọi hành động, mọi mọi cái việc làm của chính mình. Ý đăng quá tâm mê pu nhân a sa quát thay gia qua ngộ tú. Cái duyên lành này, cái nhân lành này mong để chấm dứt sinh tử khổ đau ở trong tương lai. Việc lành này để cái gì? Để soi sáng, để xả bỏ, để làm ba la mật, vung trồng ba la mật, vung bồi ba la mật. Để buông bỏ cái tham ái, để buông bỏ cái ái chấp của mình, của ái chấp về dục, ái chấp về sắc, ái chấp về vô sắc. Cái ái này, cái tham ái này nó không còn nữa. Tham ái về cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc không còn. Mà khi sát trừ, khi mà vượt qua được cái dục, cái sắc, cái vô sắc này, thì đó là chính chúng ta đã đoạn đầu cái gì? Để chặn cái nhân sanh tử. Chặn cái nhân sanh tử, thì sanh không có mặt, thì không có già, già không có mặt. Mà già không có mặt thì chết không có mặt. Chết không có mặt thì làm sao có sanh có mặt được. Tử được chấm dứt. Cắt đứt sanh hữu, tức là cắt đứt cái nghiệp hữu sanh hữu thì không có tử. Bởi vì có sanh đâu mà có tử. Mà không có sanh tử thì ở đó chính là chúng ta đã thành tựu, đã viên mãn, đã bứng các gốc rễ của rừng. Mọi công đức chúng ta đã thành tựu viên mãn, và mọi điều phiền não, mọi chuyện đau khổ sanh tử chúng ta đã dẹp qua, và chúng ta sống trên cõi giới này như bao người, nhưng không còn cái lo âu, không còn cái sợ hãi, không còn cái phiền muộn nữa, mà sống tự tại ở trong rừng hay là ở trong đời này được viên mãn là như thế. Cho nên ông Bà La Môn Nawakamika Faradocha này, ông ta hiểu được Đức Phật này dùng cái rừng để nói cho ông ta nghe về cái rừng phiền não mà ngài không còn, và ông ta đang làm đó chính là một rừng phiền não. Bởi vì cho nên ông ta tỉnh thức liền, ông ta mới nói là thật vi diệu thay, diệu pháp được tôn giả hiển bày, dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì che kín, chỉ được kẻ lạc lối, đem đèn vào chỗ sáng, đem đèn
đem đèn sáng vào chỗ tối tăm cho những ai con mắt có thể thấy được. Con xin nương tựa Sa Môn Gautama, Đức Phật Gautama, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng là như vậy. Và kính bạch quý ngài, kính bạch toàn thể quý vị, chúng tôi xin có đôi điều trình bày qua cái bài học hôm nay là như vậy. Rồi chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức Tăng, quý ngài sẽ giải thích, sẽ thảo luận nhiều điểm đặc biệt sâu sắc để bài học hôm nay được tốt đẹp, cũng như được tất cả, để tất cả được cảm tưởng được tốt đẹp. Và xin kết thúc thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật Phước Lành đã Đức Đại Đức Thích Tư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hồ thiện chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh dắt linh ký linh ở tại chùa Bồ Đức chùa Quảng Nghiêm, xin được ân tiêu công đức này, và phần công đức này cũng xin hướng nguyện chia phước đến bà tu nữ Diệu Ngọc, tức là bà Hai Quý vừa mới từ trần, và cũng xin kính chia phần phước này đến cô tu nữ Diệu Từ, cô tu nữ Diệu Minh, cô tu nữ Diệu Từ vào ngày mai, tức là cái ngày lễ dỗ của cô tu nữ Diệu Từ, tức là thân phụ của sư phụ Từ Siêu và hòa thượng Giác Đẳng. Và mong cho tất cả chư vị tu nữ được sớm chấm dứt sanh tử khổ đau, cũng như tất cả các vị, tất cả các chúng sinh được an lạc, được tấn hóa, thoát khỏi mọi cái sinh tử đau khổ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá Đề Quan. Kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng cho bài kinh ngày hôm nay và chi phước đến cho thân mẫu chúng tôi dỗ ngày mai. Ngày mai này lẽ ra thì thượng tọa Pháp Viên, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Thuộc Cô Đàm, Chân Thiện đi về để dự lễ dỗ, nhưng mà cuối cùng thì thượng tọa Pháp Viên bị bệnh, cho nên thượng tọa Tuệ Quyền và Chân Thiện cũng không có về luôn. Thì chúng tôi đã thỉnh Chư Tăng 55 vị lần dỗ tại chùa, và chắc chắn rằng với cái sự hướng nguyện phước báo của thượng tọa Tuệ Quyền cũng như các vị ở trung trung, thì thân mẫu của chúng tôi cũng sẽ rất là quan hỷ. Kính thưa quý vị, hôm nay vì giờ này hòa thượng Giác Đẳng còn bận đi đến phòng khám bác sĩ, cho nên giờ này vẫn chưa có vào room được. Để chúng tôi xin điều khuyết để điều họp cho buổi thảo luận với bài học ngày hôm nay. Bây giờ trong room chỉ có thượng tọa Tuệ Quyền và thượng tọa Tăng, mà thượng tọa Tuệ Quyền mới vừa thuyết giảng xong, vậy giờ để thượng tọa nghỉ ngơi chút. Xin hỏi thượng tọa Tân có mặt ở trước máy không ạ? Xin dạ, xin cảm ơn thượng tọa, thấy rồi, thấy thượng tọa thì tín hiệu. Hôm nay chúng ta học về một bài kinh mà Đức Phật ngài đã trả lời, trong đó có nghĩa đen, có nghĩa bóng, khiến cho bài lâm môn nó có cầm đi cá liễu ngộ được chân lý, và đã quy y Tam Bảo trở thành một cận sĩ nam trong Phật giáo. Thì xin hỏi thượng tọa Tân, thường thì chúng ta
đọc ở trong kinh điển chúng ta thấy những bậc giải thoát như là Đức Phật và chư vị A La Hán, các ngài rất quan hỷ với đời sống viễn ly, ngài ca ngợi cái đời sống viễn ly, và các ngài từ khi thuyết pháp độ chúng sinh đó, thì ngài phải đi đến lạc mạc phố thị, còn khi mà không có việc đó thì các ngài ẩn cư ở trong rừng. Như vậy thì tại sao các bậc giải thoát không còn sợ bị phiền não chi phối nữa, bởi vì phiền não đã đoạn trừ, nhưng mà các ngài vẫn thích thú viễn ly ở rừng sâu? Cái điều đó nó có ý nghĩa gì? Xin thỉnh thượng tọa Tần Quang Hỷ giải thích cho thính chúng rõ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sam Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng tọa Tề Việt, tọa Minh Hạnh Đại Đức Tề Tri, Đại Tự Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn Đại Đức Tề Tri cho biết nghe rõ. Ở đây đó thì khi đề cập đến ông Bà La Môn Nawakakamaka thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng với các cái đời sống của các bậc thánh cũng như Đức Phật thì đời sống các ngài quan hỷ ở trong cái việc sống viễn ly. Mình thấy Đức Phật cũng như là các vị thánh đệ tử của Phật, thì ngoài những cái trường hợp mà các ngài đi hoằng pháp đây đó, tức là đi đến đâu thì phải có cái sự gần gũi với quần chúng thì mới có thể thuyết pháp độ đời được. Còn nếu không có sự gần gũi quần chúng thì không có thuyết pháp độ đời được. Ở khi mà các ngài thuyết pháp độ đời như vậy đó, thì đã làm một cái việc là lợi ích cho thế gian, cho tha nhân. Thì đời sống của các ngài đó thì phạm hạnh đã thành rồi. Phạm hạnh đã thành rồi. Cho nên là các ngài không phải để lo để làm cách này cách kia để đoạn diệt phiền não, bởi vì các ngài đã thành. Cái công thành quả mãn của các ngài đã đạt đầy đủ rồi. Nhưng mà các ngài vẫn làm một cái việc đó là thuyết pháp độ đời, để rồi là đem đến cái sự lợi lạc cho quần sinh. Còn khi mà các ngài trở về nơi cái nơi nào đó, nơi am thất hay là nơi trú xứ của các ngài, thì các ngài vẫn thích cái đời sống đất cư. Bởi vì một trong trong kinh Tăng Chi ấy, có nêu gọi là 8 tiêu chí của chánh pháp. Thì trong đó có một cái tiêu chí là thích sống cái đời sống độc cư. Cho nên các ngài độc cư không phải là để tận diệt phiền não, bởi vì các ngài đã tận diệt rồi. Nhưng mà độc cư là một cái pháp mà để rồi giống như cái
cái hành xứ mà các ngài thường lui tới, tức là cái sự hỷ lạc của cái niềm vui của một bậc hoàn toàn giải thoát. Bởi vì ở đây đó, với một người phàm phu, ngay cả mình biết tu thì có khi mình cũng bị chểnh mảng, có khi là mình bị sa sút với cái đời sống tu hành. Rồi giữa hai cái thái cực á, là thích cái đời sống độc cư và thích cái đời sống nhộn nhịp ở bên ngoài. Nhộn nhịp ở bên ngoài ở đây đó là mình thích các cái hoạt động ở trong các cái, bởi vì các căn của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh mà mình có khi mình lấy cái đó làm vui. Cho nên là trong cái sự thỏa thích của mình nó vẫn có. Một mặt á, thì thích đời sống độc cư, tức là có những lúc nào đó thì mình cũng muốn là độc cư, muốn yên tĩnh. Nhưng mà có lúc á, thì mình có khi thì mình cũng thích nhộn nhịp ở bên ngoài các cái sự tiếp xúc với cái này cái kia, để giống như là mỗi cái việc làm của mình thì nhiều khi ở trong cái sự tiếp xúc với trần cảnh thì bảo là sân tâm không dao động thì nó khó đối với một người phàm phu. Cho nên giữa hai cái thái cực đó nó cứ phân vân giữa cái này và cái kia, có khi thì thích sống độc cư, có khi thì thích rộn rịp những cái này cái kia. Còn đối với các ngài, các bậc thánh đó, thì ở đây đó các ngài thích, ngoài cái việc mà quần pháp của các ngài đó, khi mà các ngài trở về với am thất, trở về một cái nơi của mình rồi, thì các ngài thích sống hoạt độc cư. Nói như vậy thì không phải là khi mà các ngài tiếp xúc với các cái trần, các cái công việc ở bên ngoài như là chỉ quần pháp của các ngài đó, thì các ngài sao tâm sửa sao trộn tâm không có. Ở đây đó là bởi vì các ngài đã tận diệt phiền não rồi, cho nên là khi mà trở về với cái đời sống độc cư đó, thì chúng ta hiểu trong cái nghĩa đen là cái nơi mà yên tĩnh, còn cái nghĩa bóng đó, tức là cái đời sống hoàn toàn không có bị ô nhiễm những cái phiền não, không có bị tạp nhiễm bởi phiền não, cho nên là các ngài sống ở đâu cũng không có nhiễm. Còn đối với một người phàm phu thì tiếp xúc với trần cảnh thì biểu tâm không sao động thì cái chuyện đó nó cũng khó, khó cũng khó. Cho nên là dù là cái hoàn cảnh nào, lợi ích cho đời hay là lợi ích cho bản thân của mình, trong những cái điều đó được gọi là đúng hết. Nhưng mà rồi đó thì mình đã có tu tập, mình đã có cái sự giác ngộ, thì mang cái sự giác ngộ đó, mang cái sự cộng hưởng đó, đó từ cái sự lợi lạc của một cái người tu tập đó. Bởi vì như Đức Phật cũng như là các bậc thánh đó, thì các ngài hoằng truyền chánh pháp đó, nó mang đến cái lợi lạc lớn cho quần sinh rất là lớn. Bởi vì một bậc đã giác ngộ và sẽ tiếp độ với những người sẽ giác ngộ, thì cái đó nó có hiệu quả hơn. Hơn nữa cái đời sống mà độc cư đó, cái đời sống độc cư đó, đó là một cái tiêu chí của chánh pháp. Cho nên dù gì đi nữa thì ngoài cái công việc hoằng pháp của các ngài thì các ngài vẫn có một cái hành xứ, cái nơi mà các ngài vẫn có cái sự an tịnh, có cái sự an tịnh. Và cái an tịnh đó chính là cái niềm hỷ lạc lớn của một bậc thánh. Bởi vì một khi mà các ngài nhập định, một khi mà các ngài tịnh lạc đó, thì các ngài cảm thấy đó là một cái niềm vui lớn. Còn con người phàm phu đó, thì giữa cái này giữa cái kia đó, có khi thì chúng ta chọn cái này, có khi chúng ta chọn cái kia, có khi thì chúng ta lại hướng theo cái này, có khi chúng ta hướng theo cái kia, thì tùy theo. Cái hướng theo trần cảnh nhiều thì tâm nó nhiều cái phiền tối, nhiều cái phiền mụ. Còn nếu mà tâm mà để hướng theo cái sự an lạc từ nội tâm á, đối với cái trú xứ,
cái hành xứ của mình á, tức là cái đề mục hay là cái sự an lạc của một cái vị hành giả đó, thì cái người đó vẫn có cái sự an lạc lớn. Cho nên ở đây đó, chúng ta biết rằng mình học hạnh theo các bậc thánh, đọc các cái hạnh của bậc thánh cũng như là chư Phật đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái hạnh mà các ngài đã làm được. Chính bản thân của mình là những người con Phật, được tạm được gọi là một người con Phật đấy, thì mình có thể noi theo cái hình ảnh mà các ngài thích cái đời sống độc cư. Một là các ngài có cái nguồn an lạc từ ở nơi giáo pháp, từ nội tâm của các ngài. Cái thứ hai, các ngài cũng làm gương, các ngài cũng làm gương cho những hàng hậu học. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Những hàng hậu học sau này thấy hình ảnh của các ngài, khi mà mình đọc đến cái bài kinh đó hay đọc đến cái đoạn kinh đó, thì mình phải có cái sự suy gẫm, rồi mình cân nhắc lại chính mình, xem coi cái đời sống của mình nó như thế nào, rồi có mình có được cái sự an lạc hay không, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cho nên đối với các bậc mà hoàn toàn giải thoát thì các ngài có ở trong một cái trần thế này đó, thì các ngài không có bị ô nhiễm. Còn với một cái người phàm phu mà tiếp xúc với các cái trần cảnh mà bảo là tâm không sao động, thì cái việc đó nó cũng khó. Cho nên khi chúng ta học Phật Pháp rồi, hiểu được cái lời dạy của Phật rồi, thì nhìn cái hình ảnh của các bậc thánh, thì chúng ta cũng nương theo đó. Nương theo đó để tìm được cái sự an lạc chính đáng từ ở nơi nội tâm của mình. Đó là cái hành xứ, cái nơi mà mình cần phải có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống tu tập của mình. Thì đây là con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Hòa Thượng Tề Siêu vừa hỏi. Con xin dứt lời. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng mới vào room. Không biết là bây giờ Hòa Thượng có thể nghe được, Hòa Thượng có thể cầm mic được hay không? Con thỉnh Hòa Thượng cầm mic để điều hòa. Dạ, kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thủ chương trình thì được hoàn thành. Đồng chí Tùng Rích và Thủy Phật Tử hôm nay là một ngày bận rộn. Một người phải đi gặp bác sĩ, khám tổng quát và cũng mới xong. Bây giờ thì trên đường trở về chùa và có thể vào rung sinh hoạt được. Rất là riêng chị Tùng Đức, đặc biệt là chị Tùng Tây Nguyên, đã đồng ý vô quán triền cho cái lớp phương pháp cơ bản vào ngày mai. Và cũng như chị Tùng Đức vào rung để điều học. Bên Hòa Thượng Tờ Siêu, không biết Hòa Thượng có trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tờ Siêu đang ở trước máy thì xin thỉnh Hòa Thượng Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lực nữa, dạ. Bên Hòa Thượng Tề Siêu, chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế cũng có trường hợp Ngài Upali. Ngài muốn vào rừng sống một mình thì Đức Phật Ngài khuyên ở lại trong tăng chúng. Và Ngài Upali đã có những thành tựu lớn trong sự tu tập, và đặc biệt là đã thọ trì được lục tạng. Và Ngài chính là vị mà đã để lại cho chúng ta những cái ghi nhận rất là quan trọng trong tạng luật cho đến ngày hôm nay. Một vị khác là Dikamekia thấy một cái rừng thâm u, lại muốn xin Đức Phật đi vào rừng, và Đức Phật Ngài khuyên là khoan, và sau đó vị đó lại tự quyết định đi, nhưng mà rừng không thành công, trở về thì Đức Phật dạy về tâm hoang vu. Thì Bạch Hòa Thượng, trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta học có thấy rõ ràng là Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài Hoan Hỷ sống độc cư ở trong rừng, thì dựa lên trên kinh văn và sự tu tập cá nhân, thì Bạch Hòa Thượng và Thượng Hoan Hỷ cho biết là đối với người nào nên sống độc cư trong sự tu tập, và nên người nào nên nương tựa vào tăng chúng, sống ở giữa tăng đoàn để tìm thấy cái sự trợ duyên cho sự tu tập. Xin kính thưa Hòa Thượng. Yeah.
Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính cảm ơn Hòa Thượng Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, không phải ai cũng có thể sống ở rừng. Và cũng không phải tất cả mọi người, mọi vị tỳ kheo đều có thể sống ở rừng. Bởi vì ở đây đó, nó tùy theo cái khuynh hướng, cái duyên nghiệp và cái phần sự đúng với một người xuất gia mà có cái duy trì từ đời quá khứ đã quen cái nếp sống viễn ly, ẩn cư trong nơi thanh vắng rừng sâu, với cái thường cận y duyên quen đó, thì bây giờ các vị sống ở rừng sẽ không có trở ngại gì. Vì thế đối với những vị tỳ kheo mà có cái duy nghiệp ở trong quá khứ, cái thường cận ý duyên, quen cách sống viễn ly ở rừng sâu, thì các vị đó kiếp này vào sinh xuất gia và xin học thiền, rồi xin phép Đức Thế Tôn để đi vào rừng để mà tu tập, thì Đức Thế Tôn ngày quan hỷ, ngày cho phép, ngày chấp nhận, ngày còn khuyến khích nữa. Còn cái trường hợp của tỳ kheo Mê Thi Giá, vị đó cũng thấy một cái khu rừng xoài tranh tú yên tĩnh, ngoạn mục. Vị đó nghĩ rằng chỗ này là lý tưởng để các thị nam tử vì lòng tin xuất gia đến đây để mà tinh tấn nỗ lực. Vị đó cũng có cái tư tưởng tốt, cũng có cái khuynh hướng tốt, nhưng có điều là vị đó chưa đủ sức. Và Đức Thế Tôn ngài biết rõ tỳ kheo Mê Thi Giá chưa thể sống ở nơi thanh vắng một mình mà có thể thành tựu được quả vị. Cho nên ngài lấy cái lý do là hãy chờ đợi này Mê Thi Giá, cho đến khi có một vị tỳ kheo khác đến làm thị giả. Vì nay Như Lai chỉ có một mình, nó là cái cớ để mà Đức Phật này ngăn không cho tỳ kheo đó đi đến cái khu rừng xoài tranh tú mà hành thiền. Nhưng mà tỳ kheo Mê Thi Giá không nghe và cứ nài nỉ Đức Phật ba lần. Và lúc nào cũng mở miệng ra thì nói rằng con xin cho phép con đi đến đó để tinh tấn thiền định. Thì cuối cùng Đức Phật ngài nói rằng nếu mà ngươi đã nói là ngươi đến đó để tinh tấn thiền định thì Như Lai còn nói được gì nữa. Rồi ngài bảo hãy làm những gì mà ngươi nghĩ là hợp thời.
rồi vị đó đi. Nhưng quả thật vị đó đến cái cảnh giờ sâu y ngắm, nó không có phù hợp với cái cơ tánh của Mekhiya. Và trong lúc mà ở nơi yên tĩnh như vậy thì những tà tư duy nó phải sinh khởi và chiếm ngự nội tâm của vị đó. Cuối cùng vị đó phải trở về đỉnh lễ sám hối Đức Phật. Và Đức Phật đã dạy cho những cái pháp tôn để mà hỗ trợ cho cái sự giải thoát chưa được thuần thục, như là an trú giới, có niềm tin, đa văn, thân thượng vận lành, vân vân, là khi nhắc cái gì thì Tỳ Khưu Mekhiya cuối cùng thì cũng chứng được đạo quả tu được quần. Còn riêng về ngài Upali, ngài Upali khi mà ngài xuất gia thì trong cái hạ đầu tiên khi ngài xuất gia, ngài cũng chứng quả A La Hán rồi. Sau đó ngài xin Đức Thế Tôn để ngài rời khỏi tăng chúng, ngài đi vào rừng sâu ẩn cư vì phận sự việc nên làm đã làm xong. Nhưng mà Đức Phật ngài khuyên, vì ngài khuyên tôn giả Upali hãy ở lại giữa tăng chúng, là bởi vì Đức Thế Tôn ngài biết rõ ở trong tăng chúng cần phải có một cái vị luật sư vị nghiêm túc về luật, thông hiểu về luật, để có thể giúp đỡ cho chư tăng. Và những khi mà Đức Thế Tôn chế định những cái học giới hoặc là ngài ban hành những cái luật lệ thì Đức Thế Tôn ngài đã thuyết, đã gợi gắm cho ngài Upali, và ngược lại ngài Upali có những điểm gì ở trong cái luật mà Đức Thế Tôn quy định ngài phải hỏi cặn kẽ. Sau khi hỏi cặn kẽ, ngài nhớ, ngài ghi nhớ. Quý vị xem ở trong tạng luật, quý vị sẽ thấy ngài Upali ngài rất là cẩn thận cái chỗ đó. Ngay cả cái việc cái tăng sự với Jayasima hay là tăng sự cho tu thọ cụ thúc giới, hoặc là những cái tăng sự hành phạt biệt trú Manatta hay phục vị cho tỳ kheo chẳng hạn, thì cả những cái tâm sự đó đó ngài Upali ngài đã hỏi Đức Phật cặn kẽ. Và cái vai trò của ngài Upali là phải ở giữa tăng chúng để có lợi ích cho tăng chúng. Và khi mà Đức Thế Tôn viên tịnh tiếp bàn rồi, chính ngài Upali là người tuần thuyên Phật ngôn về giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, cho nên mới có được cái tặng lực của Nê Giáp Tất Cá. Thì với ngài Upali chứ không phải là ngài xin đi vào rừng để ngài hành đạo để thành tựu quốc lý, vì ngài đã hoàn tất, ngài đã đắc được đạo quả A La Hán
sau khi xuất gia và trong 3 tháng hạ đầu, trong cái hạ đầu tiên sau khi xuất gia, Ngài đã chứng A La Hán. Ngài cũng không phải là một vị mà đi ở rừng sâu sẽ bị trở ngại như là Mê Khi Giá. Cho nên cái việc mà Đức Phật này khuyên hãy ở lại giữa tăng chúng là vì cái lý do là cái vai trò của Ngài Úc Bình Lý. Nếu Ngài đi như vậy đó thì ở trong tăng chúng sẽ không có một vị luật sư toàn diện để mà nếu giữ như nhiều mối luật lệ mà Đức Thế Tôn đã quy định để cho tăng chúng có cái điểm tựa học hỏi về luật mà biết cách hành xử trong tương lai, ngay trong hiện tại và trong tương lai. Cho nên Ngài mới khuyên. Thì như vậy ở đây đó, cái chuyện mà sống ở rừng sâu thì có 3 trường hợp như chúng tôi đã trình bày. Đúng như một vị hữu duyên hữu hạnh và tập khí đã quen với cái nếp sống điện ly ở rừng, bây giờ vừa xuất gia xong rồi vị đó sinh sống ở khu rừng để hành đạo thì Đức Phật Ngài cho phép liền. Còn đối với người mà Ngài biết rõ cái cơ tánh của vị đó không thích hợp sống ở rừng sâu, phải sống nương tựa nơi tăng chúng để mà tu, để mà ý chí không có cái sự trở ngại. Rồi có một trường hợp thứ ba, đó là trường hợp một vị dù phận sự đơn phần nhưng mà vị đó có trách nhiệm, có cái phận sự đối với tượng chúng, thì vị đó Đức Phật Ngài khuyên vị này đừng có sống ở rừng mà phải sống ở giữa tăng chúng. Thì chúng tôi xin được trình bày cái ý nghĩa cái câu, trong cái câu hỏi thảo luận trực tiếp từ bà Thượng Giáo Cảnh vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy nhé. Thưa đại sư, với câu thảo luận vừa rồi, bạch khoa thưa đại sư, nói thêm một điều nữa hơi ngoài đề tài nhưng mà cũng liên quan đến điều qua thưa vừa trình bày. Thấy là mới có thể là một vị luật sư mà đúng nghĩa được. Nhưng mà chúng ta nhìn lại thấy Ngài Úc Bình Lý, cái xuất thân của Ngài thì có thể nói rằng không phải là một nhà trí thức, bởi vì Ngài nguyên là một người thợ hớt tóc cho những vị hoàng tử dòng Sắc Giá. Nhưng mà tại sao trong rất nhiều đệ tử lỗi lạc của Đức Phật thì Ngài Úc Bình Lý được Đức Phật Ngài giao cho một cái trọng trách không phải chỉ đối với tăng chúng, với nhiều thế hệ mai hậu, là gìn giữ tăng luật, kết tập tăng luật, gìn giữ tăng luật? Thì bạch hòa thượng, có thể cho một vài cái cảm nghĩ của hòa thượng về điểm này không? Kính thỉnh hòa thượng. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ, bây giờ nghe rồi. Xin lỗi, quý vị có nghe được. Rồi. Dạ. Bạch hòa thượng, tự siêu muốn hỏi hòa thượng là, dạ, hòa thượng nghe rồi, hòa thượng có nghe được câu hỏi không? Dạ, nghe được câu hỏi không? Dạ, nghe cái phần dạ, rồi, sau. Dạ, thỉnh hòa thượng trả lời. Dạ, thỉnh hòa thượng trả lời, hòa thượng. Dạ. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Ngài Úc Bình Lý
ngài xuất thân từ một giai cấp thấp là một người thợ hớt tóc, thì tất nhiên trong cái thời kỳ đó một người với cái công việc như vậy, cái giai cấp như vậy thì cái sự học vấn của vị đó không có cái gì đặc biệt thù thắng như là cái hạn bây giờ, cái giai cấp bà la môn hay giai cấp sắc đế liền. Tuy nhiên theo Trung Du giải thích trên, vì người Upali ở trong thời quá khứ, trong thời quá khứ khi mà ngài có một kiếp ngài gặp hoàng của một vị Phật, khi mà Đức Thế Tôn lại tuyên dương trong số đệ tử, trong số các vị tỳ kheo đệ tử của Như Lai, thì tỳ kheo tên vậy là đệ nhất về trì luật, thì trì luật ở đây là Vinayatharo, tức là vị đó gìn giữ luật, tức là nắm giữ luật, giống như là vị luật sư vậy. Thì lúc đó tiền thân của ngài Upali, ngài rất là quan hỷ, cho nên ngài đã phát nguyện dưới chân của vị Phật đó, thì vị Phật đó thọ ký. Trong số những vị tỳ kheo thì không đi cận sự nam cận sự nữ mà được Đức Phật ngài xác chứng đạt hạnh, xác chứng cái đạt hạnh, thì những vị đó đều là có cái bổ nguyện ở trong quá khứ. Chứ Đức Phật ngài không phải là ngài nhìn mặt mà ngài cất chứ. Ngài không phải ngài nhìn mặt mà ngài cất chứ. Điều này chúng ta cần phải biết rõ nhiều trường hợp. Thí dụ như trước khi tôn giả Sariputta và Moggallana là đệ tử của Đức Phật, thì lúc đó là có trên ngàn vị tỳ kheo đã xuất hiện trước. Trước hết là năm tỳ kheo anh nhắc con đây nhắc bên trong cái quốc giá năm vị, rồi đến 55 vị nhóm của ngài Gia Xá, thì như vậy là được 60 vị. Cũng thêm 1003 vị đạo sĩ Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa, Gaya Kassapa là đã trên 1000 vị. Rồi 33 vị tỳ kheo số 3 thầy giá nữa. Thế mà khi tôn giả Sariputta và Moggallana rời khỏi cái phái Sanjaya, được nghe bài kệ của tôn giả Asachi và cả hai chứng tu đồng quần và quay về với Đức Phật, được xuất gia và sau đó chứng quả La Hán. Và khi hai vị này được chứng quả La Hán rồi đó, thì Đức Thế Tôn ngài họp thân và ngài xác chứng về cái cương vị Akasavaka, thượng thủ thinh văn bên tay mặt bên tay trái của Đức Phật. Thì có những vị tỳ kheo
thắc mắc tại sao trước đó đã có rất nhiều vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp cũng đều là bậc Ariya Savaka thánh tinh văn mà Đức Thế Tôn ngài không có xác chứng cho hai cái cương vị Akasavaka. Mỗi một vị Phật chỉ có hai vị Akasavaka thượng thủ tinh văn thôi, còn lại chỉ là Mahasavaka đại tinh văn hay là Pakati Savaka là tinh văn thường tinh văn, thường tinh văn hay đại tinh văn, chỉ có hai vị là thượng thủ tinh văn. Thì Đức Phật lại nghe nói như vậy đó, ngài nói này các tỳ kheo, không phải Như Lai chọn mặt, mà Như Lai cắt đặt hay là tấn phong vị đó, mà chính do cái tâm nguyện của những vị đó ở trong thời quá khứ, trong thời Đức Phật Anumodassi, hai vị đạo sĩ Sarada và một người bạn thân của đạo sĩ đều phát nguyện thành thượng thủ tinh văn của vị Phật tương lai và được Đức Thế Tôn Anumodassi thọ ký. Thì trong trường hợp này cũng vậy, mặc dù trong số đệ tử của Đức Phật thì có những vị tỳ kheo rất là lỗi lạc và là những vị thánh A-la-hán, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài xác chứng theo tôn giáo của Bali là bậc trì lục địa nhất, tức là nắm giữ luật, là một vị luật sư đại tài ở trong tăng chúng. Cái điều này do bổ nguyện trong quá khứ, còn ngay trong hiện tại thì ngày sau cũng được. Mặc dù xuất thân như vậy nhưng mà ngài hiện tại là bậc đoạn lậu, bậc lậu tận, bậc A-la-hán. Lại thêm cái nữa là do cái duyên nghiệp ở trong quá khứ, từ khi mà phát nguyện và được thọ ký, vậy lúc nào hễ xuất gia thì ngài cũng chuyên chú tôn trọng giới luật. Ngài biết được những cái thể thức của luật phải làm như vậy mới đúng theo tôn ý của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, vân vân. Mặc dù các vị tỳ kheo A-la-hán, những vị khác, các vị đó cũng đều biết luật, nhưng mà vì các vị đó không có bổ nguyện, do đó cho nên các ngài chỉ biết một cách tổng quát về luật của một vị tỳ kheo phải như thế nào, còn những cái chi tiết ngoài cái luật mà gọi là Patimokkha, luật dưới bổn ra đó, thì còn có cái sự thật mắt, tức là luật tăng sự. Mình luật tăng sự đó thưa quý vị, chỉ có ngài Upali, ngài mới có duyên để ngài được tiếp cận, được ở gần Đức Thế Tôn. Và mỗi khi mà Đức Thế Tôn ngài quy định cái điều luật gì, tôn giáo Upali đều ghi nhớ, và có những điểm nào mà ngài cần phải nắm bắt cho chắc chắn thì ngài hỏi Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn trong trường hợp đó, một vị tỳ kheo thành tựu cái chuyện sự đó, hay là chư tăng phải giải quyết tăng sự đó có bao nhiêu chi phần, Đức Thế Tôn ngài giải thích cho có 10 chi phần hay 10
sáu chi phần. Ngài giải thích cho nghe gì? Thì cậu Pali, ngài nắm hết. Thì ở đây thưa quý vị, tất cả cái gì nếu cũng đều có nhân có duyên. Cho nên ở đây chúng ta đừng, chúng ta không có ngạc nhiên khi mà tôn giả Upali hiện tại chỉ là xuất thân là một người thợ hớt tiết thôi. Tất nhiên là cái học vấn của ngài kém hơn các vị tỳ kheo xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn hay dòng dõi Sắc Đế Lị, nhưng mà ngài lại có nhân duyên, có cái tâm nguyện ở trong quá khứ, và nay cái tâm nguyện nó được thành tựu, cái bổ nguyện được thành tựu, thì đương nhiên là Đức Thế Tôn ngài biết vị đó sở trường như thế nào, tâm nguyện như thế nào, bổ nguyện như thế nào, ngài giao cái trọng trách cho vị đó. Và chư tăng, các vị A La Hán vẫn mặc nhiên chấp giữ trong cái sự quan hệ. Chúng ta thấy rõ ràng là trong cái kỳ cái tập Tâm Tạng lần thứ nhất, trong khi ngài Ananda thì ngài đóng cái vai trò là một vị trùng tụng, tụng tuyên về kinh, về ví dụ pháp, kinh tạng và thắng pháp tạng. Và ngài Maha Kassapa ngài đã tuyên ngôn hỏi tăng, thì chư tăng đã đồng ý là cử thỉnh ngài Upali là vị trùng tuyên về luật tạng. Quý vị biết cái hội chúng của một vị hội chúng 500 vị A La Hán không phải là tầm thường. Những vị đó là những bậc lộ tận giải thoát. Và cái chuyện này là cái chuyện mà thọ mạng của giáo pháp đâu phải là thỉnh khơi khơi được. Ngày nay thì có những cái chức vụ ở trong giáo hội thì ai mà có quyền có thế hay chạy trọt nhiều thì được nắm chức vụ ở trong tăng chúc, làm việc này việc kia, nhưng mà thật sự ra không đúng người không đúng việc. Chứ còn ngày xưa thời Đức Phật và sau khi Đức Phật huyên tịch, chư vị A-la-hán không có làm như vậy. Cho nên chúng ta thấy ở đây rõ ràng là phải do cái duy nghiệp ở quá khứ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi trực tiếp do Hòa Thượng Chất Đẳng hỏi. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính chân Hòa Thượng Đại Sư rất nhiều. Cái bạch chư Tôn Đức và Tư Quý Phật Tử để thỉnh Sư Huynh nghĩ. Tiếp theo lời của Hòa Thượng Đại Sư và Chư Đăng, chúng tôi xin có vài lời ngày hôm nay. Trước nhất thưa quý vị, bài kinh hôm nay là một bài kinh thú vị. Qua bài kinh đó chúng ta học được một điều rằng Đức Thế Tôn trong cái việc mà giảng pháp đó, đôi khi ngài đã sử dụng một số những cái ấn tượng rất là sâu sắc về phương diện sử dụng ngôn từ. Ông Bà La Môn đã nói về rừng và ông hỏi một câu rất là tầm thường, rất là tầm thường trong cuộc sống của ông. Bản thân của ông là một người đi tìm gỗ để bán cho người ta xây cất. Và thưa quý vị, ông thích vào rừng tại vì ở trong rừng ông tìm được những cây danh bọc, những cây gỗ quý. Và ông đặt câu hỏi Đức Phật là về chế Đức Phật là một vị sa môn tu sĩ, không có làm nghề tiều phu, cũng không làm nghề kiếm gỗ, khai thác gỗ, về chứ cái gì khiến cho ngài hoan hỷ với rừng sống một mình? Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài đã trả lời một câu trả lời thực sự rất là thú vị. Trước khi mà ngài nói về ngài thích thú, tại sao ngài thích thú trong rừng đó, thì ngài nói rằng đối với ngài đó thì ngài đã không có không còn rừng nữa, không còn rừng ở đây tức là ở trong cái cảnh giới của ngài không còn rừng, và những cái cây đã được bứng lên tận gốc rễ và không còn rừng. Nhưng mà chữ rừng này đó lại mang ý nghĩa về chữ Niết Bàn. Chữ Niết Bàn, Niwana trong tiếng Sanskrit hay là Nipana trong tiếng Pali đó, có nghĩa là
đã ra khỏi khu rừng. Và khu rừng ở đây tức là những cái rối rắm, những cái hệ lụy chằng chịt, hoang vu của cái cảnh giới trầm luân sanh tử. Và qua đó chúng ta tìm thấy được, thưa quý vị, những cái liên hệ vô cùng phức tạp của nhân quả, của vô minh ái dục, của giáo lý duyên khởi, của trăm muôn ngàn thứ trùng trùng duyên khởi, điệp điệp duyên sinh, cái mà chúng ta gọi là cái khu rừng dày đặc của sanh tử này. Và Đức Phật ngài trả lời rằng ngài đã không còn khu rừng đó nữa, ngài đã bứng tất cả gốc rễ. Và do ngài đã vượt khỏi khu rừng mà ngài nói về cảnh giới sanh tử đó, nên chi ngài rất là hoan hỷ, để rất là an lạc để sống độc cư ở trong khu rừng. Và khu rừng này là khu rừng mà ông Bà La Môn đang hỏi, là khu rừng kiểu theo nghĩa đen. Nghĩa đen và nghĩa bóng đều nói về rừng, như một ý nghĩa hoàn toàn đối lập lẫn nhau. Và con khu rừng nghĩa đen là chỉ cho cái cảnh giới phức tạp, rối rắm của trầm luân sanh tử thì Đức Phật đã không còn. Và chính vì vậy ngài an lạc với cái khu rừng hiện tại. Và cách nói này thật sự là một cách nói khai tâm. Cách nói này đã làm cho ông Bà La Môn hiểu ra được là cái gì mà ông thắc mắc, cái gì mà ông hỏi đó, nó chỉ liên tưởng đến một cái nhận thức rất là tầm thường trong đời sống. Và Đức Phật đã dùng cái lời của ông để nói lời một ý nghĩa rất là cao siêu, vi diệu, là ngài đã vượt qua cái khu rừng rắc rối, rối rắm của đời sống này. Thì thưa quý vị, đó là cánh dạy của Đức Phật, cũng như là trong nhiều bài kinh trước đây chúng ta học ở trong phẩm Bà La Môn, thì chúng ta thấy rằng những vị Bà La Môn này thường là những người trí thức. Những người Bà La Môn này mặc dù họ sống trong nhiều cái ngành nghề và cái tánh hành, tánh ý khác nhau, nhưng mà họ là người có căn lành, có hiểu biết. Từ những điểm mà rất là quen thuộc, rất là bình thường trong đời sống, Đức Phật đã chuyển hướng khiến cho họ thâm nhập những điều cao cả hơn. Đây là một cái gì rất là đặc biệt trong cách dạy của Đức Phật, đặc biệt trong giáo pháp của Đức Phật. Và điều đó cũng nên là một điều mà chúng ta suy gẫm. Chúng tôi có nói rằng trong cổ học Tinh Hoa đó, người ta có một câu hỏi rằng có một người, tại sao mà ông nói chuyện ông hay dùng thí dụ. Thì ông này đã trả lời rằng thí dụ như muốn diễn tả cái ná thì ông phải dùng cái cung, tại vì cái cung là cái quen thuộc để diễn tả cái ná. Thì Đức Phật ngài xuất hiện dưới cuộc đời này, thưa quý vị, thật ra ngay từ cái giây phút đầu tiên khi mà ngài quán chiếu sự thâm sâu của giáo pháp đó, thì ngài thấy là chánh pháp quả thực là thậm thâm vi diệu, không dễ dàng cho người thường để hiểu được. Ví dụ chúng ta quen cuộc sống hạnh phúc với sự tham cầu và bảo rằng giảng về cái đạo ly tham, rất khó người cảm kích được điều đó. Chúng ta quen sống đề cao bản ngã mà bảo rằng chúng ta làm thế nào mà sống không có ngã chấp là hạnh phúc, chúng ta cũng không hiểu điều đó. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài đã ngay sau lời thỉnh cầu Phạm Thiên, và ngài đã quyết định là chuyển pháp luân ở tại vườn Lộc Uyển. Ngài đã dùng những phương tiện, những phương tiện đó là ngài dùng những cái gì rất là thân quen, những gì rất là gần gũi trong đời sống, để chúng ta có thể hiểu được cái gì cao siêu. Ông Bà La Môn này, ông là người đi rừng, là đi đống củi. Ông hiểu rất rõ về những cái mặt trái và mặt phải của rừng. Rừng sâu thì cho chúng ta muôn thú, cho chúng ta bao nhiêu là những cái cây danh mộc, coi cho những cái thứ lâm sản. Nhưng đồng thời rừng sâu cũng chứa đựng rất nhiều hiểm họa. Rừng sâu cũng có nhiều điều mà chúng ta không hiểu tới được, bởi vì con người thật là nhỏ bé giữa thiên nhiên. Và nếu quý vị nào đã vào rừng sâu, nhất là những khu rừng nhiệt đới, thì chúng ta thấy rằng đằng sau cái những cánh rừng bất tận như vậy, đó là những dã thú, đó là dạ. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ chị.
Thưa quý vị, đằng sau cái khu rừng đó nó có nhiều cái sự rối rắm, bởi vì có những người đã từng đi lạc trong rừng và chết trong rừng, có những người đi vào rừng mà bị cái hiểm nạn trong rừng mà chết. Thì ông Bà La Môn này hiểu rất rõ về cả hai mặt của khu rừng, nhưng mà khu rừng trong tâm tư của Bà La Môn thì ông chỉ nghĩ khu rừng là một cái gì mắt thấy, cái gì có thể mình đi vào bằng chân, nhưng mà ông chưa hiểu cái cảnh giới lớn hơn, đó là đời sống là một khu rừng. Cũng như người ta nói rằng sa mạc không phải chỉ có ở Sahara, ở Phi Châu hay là ở Tân Cương, mà cuộc đời chúng ta có khi chúng ta đi qua những bãi sa mạc, chúng ta nói đến những khái niệm lớn hơn, rộng hơn. Thì thưa quý vị, riêng về điểm này chúng ta phải nhìn nhận rằng ông Bà La Môn rất hữu duyên, ông đã gặp Đức Phật, và từ một cái câu nói rất tò mò, những câu hỏi rất tầm thường của ông, mà Đức Phật cho ông một ý nghĩa cao vời, và ý nghĩa này đã thay đổi cuộc đời của ông. Từ một người không biết đạo là gì, ông là người quy ngưỡng Phật Pháp, từ là một người chỉ biết sống bằng cái nghề nghiệp riêng mình, bây giờ ông biết nương tựa Tam Bảo, từ một người rất xa lạ, ông trở thành một đệ tử Phật, trọn đời quy ngưỡng Đức Phật. Chúng ta đọc những câu chuyện rất là đẹp, rất đẹp, rất đẹp vô cùng, khi mà một người hỏi Đức Phật rằng Ngài sống ở trong rừng một mình, có điều gì làm cho Ngài hoan hỷ? Thì thưa quý vị, thay vì Đức Phật Ngài diễn tả là rừng có cây cao bóng mát, có chim hót sủa reo không, Đức Phật đã nói rằng bởi vì Ngài đã diệt tận cái khu rừng, Ngài đi đi qua khu rừng, Ngài vượt trên khu rừng, đã bứng gốc tất cả những cội rễ của cây cối tạo nên khu rừng, và vì vậy Ngài quan nghĩ để sống một mình trong rừng. Lời nói đó rất là thi vị, cũng rất là thiền vị. Và lời nói đó lại một lần nữa cho chúng ta cả hai cái ý nghĩa. Một là sự tương phản giữa trầm luân sanh tử và giải thoát Niết Bàn. Và hai là ở trong cái giáo nghĩa về những điều cao siêu, chúng ta có thể học ở đó qua những hình ảnh hết sức là thân quen trong đời sống. Và càng có thời giờ để nghiền ngẫm về Phật Pháp, nghiền ngẫm về lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ càng có cái niềm tin rằng tại sao Đức Phật là một đấng thiên nhân sư, tại sao Đức Phật là một đấng tôn, tại sao Đức Phật là một đấng thiên nhân điều ngự. Bởi vì sao? Ngài hiểu rõ cuộc sống, Ngài hiểu rõ căn tính của chúng sanh, Ngài hiểu rõ giáo pháp, và Ngài cho chúng ta những lời dạy rất thiết thực nhưng mà cũng rất thâm sâu. Ngài dẫn chúng ta đi xuyên qua những cái cánh đồng, những khu rừng để đến được cái lâu đài cổ. Lâu đài cổ đó là chân lý. Chân lý đó đã được khám phá bởi chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Và để thuyết giảng một cái giáo pháp như vậy không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta nên khoan hỷ, và học Phật Pháp chúng ta nên cảm kích. Sự cảm kích này sẽ giúp chúng ta được nhiều cái lợi lạc. Và có lẽ là trong suốt thời gian 22 năm mà chúng tôi sinh hoạt trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, thì thưa quý vị, ở đây là một giai đoạn mà cùng lúc chúng ta có hai cái môn mà chúng tôi nghĩ rằng đều mang lại cho quý Phật tử nhiều cái gợi ý rất là lợi ích, đó là Pali Pháp Cú, và thứ hai là môn Tương Ưng Bộ. Chúng tôi rất mong là quý Phật tử tìm thấy những giai thoại này, những điều mà khó quên, những điều mà ăn sâu trong tâm tưởng của mình, để từ đó thưa quý vị, Phật Pháp trở nên thân quen, lời Phật dạy soi sáng từng bước đi trong cuộc đời của chúng ta. Và mỗi buổi sáng thức dậy, khi mặt trời mọc nắng lên, thì chúng ta cũng nhớ rằng ở trong đời của chúng ta có ánh sáng của Phật Pháp. Và khi chúng ta đi ngủ, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta không phải chỉ đi vào giấc ngủ với cái sự mê mệt, say ngủ, mà chúng ta đi vào giấc ngủ với một nội tâm rất hiền thiện, bởi vì nội tâm đó có được thấm nhuần Phật Pháp. Và trong đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta luôn luôn tâm niệm rằng Đức Phật đã cho những đứa con của Ngài một kho tàng, và mỗi chúng ta là người có hưởng dụng được cái phần, có hưởng phần trong kho tàng đó, thì chúng ta sống an lạc, sống hạnh phúc, bất chấp những điều trái ý nghịch lòng, bất kể những điều mà
đôi khi nó làm cho chúng ta băn khoăn, làm chúng ta bị dao động, như là đại dịch, như là thiên tai, như là những chuyện ngoài ý muốn. Và một khi mà chúng ta cảm nhận được giá trị thật sự Phật pháp, thì những điều khác á, mà trái nghịch lòng nó chỉ là chuyện nhỏ, nó là chuyện nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau nói với chính mình rằng chúng ta quá hữu duyên, quá hữu phúc. Mặc dù ngày hôm nay sống trong thời đại này rất lâu sau thời Phật, rất xa với quê hương Phật giáo, nhưng mà chúng ta vẫn còn vang vang đâu đó những âm thanh, những lời nói mà ghi lại những gì Đức Phật dạy. Và chúng tôi tin rằng một câu chuyện đối thoại rất ngắn ở trong một khu rừng, vậy mà còn gìn giữ chân tàng ở trong Tam Tạng Giáo Điển. Ngày hôm nay chúng ta có thể mở sách ra đọc để nhớ về một thời có một người đã hỏi Đức Phật sao, tại sao Ngài hoan hỷ sống một mình trong khu rừng. Thì Ngài nói rằng Ngài đã vượt qua khỏi khu rừng, Ngài đã bứng lên tận gốc tất cả cây cối trong rừng, không còn khu rừng nữa. Và do vậy Ngài rất hoan hỷ để sống một mình trong rừng. Lời nói rất đẹp, lời nói rất ý vị, rất là ý vị. Và cũng mong rằng chúng ta có được một ngày, một đêm thật sự an lành khi nghĩ rằng mình thật sự hữu duyên, có được sự soi sáng từ lời dạy Đức Phật trong đời sống này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có lớp Phật Pháp cơ bản, quán chuyển với Thượng tọa Tự Quyền. Hôm nay đáng lẽ lớp Phật Pháp cơ bản, nhưng mà chúng tôi bận công việc chùa, lại bận đi bác sĩ nữa. Và bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính chuyên chân Hòa Thượng Từ Siêu và Chư Công Đức đã vào room để chia sẻ. Đảnh lễ quý Ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.